Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay em Tuấn định lên sóng gặp lại quý vị các bạn, nhưng mà trời lại bắt đầu đổ cơn mưa. Và ở ngoài trời cũng đang mưa khá là lớn cũng như là sấm chớp. Đấy, nên là em Tuấn cũng không test được video vì là khá là ồn. Và em Tuấn sẽ giới thiệu đến một số những chiếc đài mono mà em Tuấn mới về. Tất cả đều là hàng bãi về. Thế em Tuấn vừa mới khui túi ni lông ra đây. Đấy, túi ni lông họ Quấn và em vừa mới khui ra. Và tất nhiên là em Tuấn sẽ giới thiệu sơ qua thôi các bạn, vì thời tiết nó đang mưa nên nó hơi ồn. Đấy, mong tất cả quý vị các bạn thông cảm nhé. Đấy, ở nhà cửa hàng thì nó đang còn mà lợp mái tôn nên là nó rất là ồn. Ở ngoài trời bắt đầu chuyển cơn mưa to. Và em Tuấn cũng xin phép được làm cái video ngắn để giới thiệu nhanh đến quý vị các bạn nhé. Đấy, mong quý vị các bạn thông cảm. Và đây là chiếc Mono Nationale. Đợt này về rất nhiều Nationale, hàng toàn hàng chất lượng thôi. Đó, chiếc này là chiếc model là ZQ538 này các bác nhá. Còn giá cả thì em sẽ thông báo sau. Và một chiếc Nationale quân đội nữa. Chiếc này là có cái quả loa bắt rất là gấu nhá. Đấy, dạng hình như một cái tổ ong, cực kỳ là gấu luôn. Rất đẹp. Đây, một dòng na này thì các bác biết rồi, tuyệt vời luôn, máy cực kỳ nặng. Dòng ZQ552 các bác nhá. Đó. Đó, trời bắt đầu mưa khá là to rồi. Em Tuấn sẽ nhanh tay thôi. Tiếp theo là chiếc Sony CF1780. Đấy, chiếc này thì rất là hiếm trên thị trường. Và phải nói là nếu mà để sưu tầm thì cực kỳ giá trị ạ. Mới lắm các bác ạ. Hàng bãi Nhật về các bác biết này. Ui, long lanh luôn. Đẹp quá các bác ạ. Toàn những siêu phẩm của Nhật Bản thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiếc Nationale nữa. Chiếc này là chiếc Nationale, đâu rồi, model ZX1540. Đấy, dòng này thì nó là ZX rồi, những dòng này là ZQ. ZX, đấy, form dáng thon gọn nhẹ nhàng. Máy cũng rất đẹp. Đó. Tuyệt vời ạ. Chiếc này FM108 nhá. Chắc là hàng xuất rồi các bạn. Ít khi mà gặp con radio mono mà lại FM108 luôn. Chắc chắn chiếc này là hàng xuất sang thị trường châu Âu rồi. Ok. Và tiếp theo một nhân vật rất đặc biệt của ngày hôm nay, đó chính là chiếc Sony quân đội. Một chiếc đài cực kỳ là khủng khiếp ạ. Rất đẹp. Và bao da nguyên bản, và bao da đang còn mới cứng cựa luôn các bạn. Mới lắm. Thì các bác biết là cái chất lượng đài ở phía trong nó mới như thế nào rồi. Đó, tuyệt vời không ạ? Này. Một chiếc đài mono quân đội của Sony. Đấy, Sony thì rất hiếm khi nó làm dòng quân đội các bác nhá. Thì có cả Micro nữa. Đấy. Thì các bác có thể là chơi sưu tầm trưng bày cũng rất là giá trị cho chiếc đài này. Và giá cả thì em Tuấn xin phép được giới thiệu trong từng video riêng. Đấy, từng chiếc một. Đấy, quan điểm của em Tuấn là quay video lúc nào cũng vậy, phải là riêng biệt từng video một để các bác có thể biết được rõ từng chiếc một thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, đây là hôm nay em Tuấn thì mới khui hàng ra, thì em Tuấn chỉ giới thiệu sơ qua thôi, cũng chưa có giá chính xác vì em Tuấn phải xem sổ, vì nó nhiều đài quá, nó về một lúc 10-20 con cơ, nên là ở trong kho nên là phải sẽ khui dần dần ra và giới thiệu được quý vị các bạn đó. Và những chiếc đài đang có trên cửa hàng thì đang còn khá là nhiều, các bác có thể có sự lựa chọn. Đấy, chiếc Sharp GS800 này em Tuấn đang dọn nhá, đang vệ sinh loa này, đang để ở ngoài kia. Tiếp theo là chiếc Sony 560S này, chiếc này 3,9 triệu này, mộc mạc này, JVC VK150 giá 2,6 triệu. Sharp GS787 giá 4,5 triệu. Đấy, một chiếc Sony này cũng đang mới về này đó, chưa dọn các bạn, giá loanh quanh khoảng 2,5 triệu. Sony KVK300 giá 4,2 triệu. Hai chiếc đài mono của Sony. Đấy, chiếc này là 1980 và chiếc này là 1980 5 la mã. Giá 3 triệu một chiếc nhé. Đó. Ở dưới đây có một chiếc radio cổ dòng Nationale Panasonic này, giá 2,3 triệu. Đấy. Cây này rất là to nhá, nó to hơn cả dòng Vec này, các bác nhìn so sánh này. To cao hơn và tiếng của nó cũng rất hay. Ở bên này chúng ta sẽ có Sony 1980, xin lỗi quý vị ạ, Sony 1085 ạ. Giá 2,6 triệu. 2,5 triệu ạ, giá 2,5 triệu. QT90 giá 9 triệu. Sony 3 cây gậy tuyệt đẹp giá 3,6 triệu. Xi mạ nguyên bản hết, tất cả các núm nút còn nguyên bản, máy đẹp, giá 3,6 triệu nhá. Sony 1000S giá 1,5 triệu thôi. Đó. Có cả phân khúc giá bình dân cho các bác lựa chọn. TV thì còn một số dòng 359R này. Đó. Rồi những dòng Sony màu, JVC màu, DU màu nhá. Đó. Cũng còn rất nhiều.
Ở bên này thì cũng có một số dòng mono như là Sanyo này. Ở trước này hình như là hôm trước em đang chưa giới thiệu với quý vị các bạn đâu. Trước này trước 8800. Tiếp theo là chiếc Natural giờ Q558 này. Đó, trước này cũng đang để về đợt trước rồi nhưng mà đấy, cũng chưa có thời gian giới thiệu nhiều lắm. Một chiếc Sony ba cây gậy nữa mới về này, loanh quanh giá khoảng độ 4 triệu, máy đẹp lắm, xuất sắc. Sáp GF4005 giá 2,5 triệu. JVC vỏ đỏ W100 giá 3,2 triệu, máy tuyệt đẹp nhá. Cây này cực hiếm trên thị trường các bác nhá. Chắc chắn là cam kết với quý vị các bạn như vậy, tìm được một cây màu đỏ đẹp như thế này thì rất ít. Đa phần màu đỏ nó sẽ bị bay màu nhiều. Sony ba cây gậy giá 2,5 triệu, máy bình dân nhá. Đấy, trước này là trước Sony 715 giá 2,5 triệu. Sony ba cây gậy giá 3,5 triệu. Lại một chiếc Natural mới về nữa, trước này trước F22 mới về. Giá dự kiến là khoảng độ 3,2 triệu các bác nhá. Hai cửa băng rất đẹp, tiếng rất hay. Đó, chiếc này mới về màu đỏ này, hơn 3 triệu một tẹo thôi. Sáp GF700 giá 6 triệu. Ok, và một lần nữa em Tuấn xin phép được dừng video ở đây. Thời tiết mưa đã khá là lớn rồi và các bác thông cảm cho em nhé. Và số điện thoại của em cũng là số Zalo này 0822 111 444. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào ngày mai nhé.